Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy, vừa đi về Jerusalem. Có người đến hỏi Chúa rằng: Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ? Nhưng người phán cùng người đó rằng: Các anh hãy cố gắng mà vào qua cái cửa hẹp, vì tôi bảo cho các anh biết, nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các người đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi vào. Chủ sẽ trả lời: Tôi không biết các anh từ đâu tới. Bây giờ các người mới nói rằng: Chúng tôi đã ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài đã giảng dạy giữa các công trường của chúng tôi. Nhưng ông chủ sẽ trả lời rằng: Tôi không biết các người từ đâu mà tới. Hỡi những người làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt tôi. Khi các người sẽ thấy Abraham, Isaac, Jacob và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các người thì bị loại ra ngoài, nơi đó sẽ khóc lóc, nghiến răng. Và người ta từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết, và những người trước hết sẽ trở nên sau hết. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thánh Chúa. My dear friends, we have just heard, strive to enter through the narrow door. How often do you hear that phrase and feel something in you rising to the challenge? I can do this, you say. Just give me the chance to prove I've got what it takes. Conversely, how often do you feel deflated, convinced that you will never measure up? How often does the narrow gate seem just too narrow, giving you the sense that unless your life is altogether, the doors will close on you? Neither of these responses is exactly what Jesus was looking for when he spoke these words: strive to enter through the narrow gate. The striving Jesus wants from us is the effort to remain rooted in faith and in trust, and remain in his love, not to strive to do hard work or despair. Because Jesus' arms are always open wide, he's always beckoning us to come to him, to stand in front of him face to face and receive his love. He knows that we will never be at peace as long as we believe salvation is something we have to earn by ourselves. It's wrong. We will never be too busy working hard, or we will be preoccupied by our witnesses, wondering what we have to do just to squeak by. At Mass this evening, Jesus invites us to come to the feast, not because our lives are perfect, but because we have freely embraced his gift of mercy and his love. All he asks us to do is strive to hold on to him, never turn away from him. All he asks is that we hold on to our confidence that he will never, never abandon us. God loves us unconditionally. This can be so hard to believe
when our natural reaction is to prove our worth, we somehow think that if we work hard enough, God will be happy with us. It's a wrong conception again. But Jesus stands by us, saying, always repeating, "It is not your hard work, but your heart that I desire." So lay your heart bare before Him and fall into His arms. Then the narrow door will open wide for you. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có thể mình nghe những đoạn vừa rồi nó cũng hơi khó chấp nhận. Giống như bảo đừng làm gì cả, cứ lười biếng đi, rồi dựa vào Chúa thôi, rồi Chúa sẽ cứu. Không phải vậy. Nhưng tại vì mình hiểu, hãy cố gắng để đi vào cái cửa hẹp, rồi mình nghĩ chữ cố gắng đó là những nỗ lực của mình có thể làm được. Và chính lúc đó mình bắt đầu lầm. Mình nghĩ rằng ơn cứu độ do chính mình gây ra. Thưa không, ơn cứu độ là ơn Chúa ban, miễn là chúng ta đừng bao giờ tách lìa khỏi Chúa. Hãy cố gắng đi vào cái cửa hẹp. Cái cửa hẹp hình ảnh của một cuộc tuyển chọn rất kỹ lưỡng. Ai nhìn cái cửa hẹp thì biết. Ai từng đi phi cơ, đi du hành bằng máy bay thì biết. Cách đây vài tháng, một chiếc phi cơ của hãng hàng không Aeroflot của Nga bị trục trặc, đâm xuống, nhưng phi công thật khéo léo đáp được trên cánh đồng, nhưng phi cơ bắt đầu cháy. Và ai lên phi cơ cũng hiểu rằng cái cửa phi cơ rất hẹp, cho nên khi có biến cố, tất cả phi hành đoàn nhấn mạnh rất nhiều, xin bỏ hết hành lý, đi ra tay không. Nhưng cái chuyến bay cách đây 2-3 tháng, tôi không nhớ rõ là 3 tháng hay 2 tháng, là vì có nhiều người lo lấy hành lý, cho nên số người chết rất đông là vì kẹt hành lý, không ra được cái cửa. Và lửa lan tới, thế là đạp lên nhau, chết rồi tất cả, chết cháy. Vài người ra được, họ bắt đầu kiện những người lấy hành lý. Mấy người lấy hành lý cũng chết hết rồi, kiện gì? Giá như bỏ hành lý, chạy ra liền, có lẽ số người được cứu nhiều hơn. Đó, cái cửa hẹp nó là vậy. Và nếu Chúa nói cái cửa hẹp thì mình thấy, ồ, Chúa tuyển lựa kỹ lưỡng quá, làm sao mình vào? Do nên mình nghĩ, phải làm cái gì, phải đọc kinh, phải dâng lễ, phải lãnh bí tích, phải làm việc bác ái. Và mình nghĩ, càng làm nhiều, Chúa càng thương. Đó, mình bắt đầu lầm. Ta phân vân, tự hỏi như cái người Do Thái trong bài tin mừng hôm nay. Thưa Thầy, phải chăng chỉ có một số ít người được cứu độ? Chúa không trả lời, ít hay nhiều. Mà Chúa bảo, hãy cố gắng đi qua cái cửa hẹp. Rồi mình nghĩ, giống như tôi vừa trình bày, một quan niệm sai lầm là mình phải nỗ lực, phải làm đủ cách bằng hết sức lực của mình. Nhưng nếu mình không làm được thì sao? Nản lòng, cửa quá hẹp, vào không được. Mà cả hai trạng thái, kiêu căng vì nghĩ rằng mình làm thì Chúa mới thương, hay thất vọng, đều là hai điều trái ngược với tình thương của Chúa. Chúa không muốn thấy cảnh đó. Chúa không phải là một vị thẩm phán khắt khe, chỉ biết soi mói rình rập, để rồi khép cánh cửa lại, không cho chúng ta vào. Nhưng cái điều chính mà Chúa nhấn mạnh đi lại rằng, Thầy là cây nho, các con là những cái cành nhỏ nhỏ, cho nên cái việc chính của chúng ta đừng bao giờ để cái cành nó lìa ra khỏi cái thân. Nó hết có nhựa thì nó chết. Và đó là cái cố gắng. Tôi rất thích cái ý tưởng của quyển sách giáo lý tiếng Anh mà tôi vừa đọc cho các em thiếu nhi. Cố gắng đây không phải là cố gắng làm cái gì, mà chỉ chăm chăm chú nhớ rằng con không được bỏ Chúa, con không được quay lưng lại với Chúa, con có thể vô tình dốt nát, u mê,
bị cám dỗ, bị lường gạt, quay lưng lại với Chúa, xin Chúa cho đó là những lúc nhất thời. Và đừng bao giờ tận trái tim con muốn bỏ Chúa, bởi vì lúc đó Chúa cũng không cứu được con. Cho nên bắt chước những người trên phi cơ, khi có nguy biến ra cái cửa hẹp của phi cơ, cửa hẹp thật, đừng mang cồng kềnh gì hết. Mang quá nhiều thì đi ra không lọt, đi qua không được. Ngược lại ta cũng không thể nói khỏi cần làm gì hết, rồi Chúa cũng đưa tay ra cứu. Coi chừng khi ta buông thả thì ba thù nó xúi, ba kẻ thù, ma quỷ con, thế gian đầy dẫy, và chính xác thịt yếu đuối của mình nó hùa theo. Mà mình không có một chút gì để canh chừng, để cố gắng, gọi là để to strive, nỗ lực, thì có chừng mình không có thói quen. Mà như tôi đã trình bày với quý ông bà, thói quen làm điều tốt là nhân đức, thói quen làm điều xấu là tật xấu, tội lỗi. Tất cả đều là thói quen. Cho nên biết như vậy, Chúa Giêsu đã có kết luận: hãy đến với tôi đi, hỡi những ai mang gánh nặng nề khó nhọc, tôi sẽ nâng đỡ bổ sức cho. Đó là cái cố gắng. Cái cố gắng đừng thả Chúa ra, cứ bám vào Chúa. Cho dù bây giờ đang nguội lạnh trễ nải, nhưng tận thâm tâm luôn luôn nói: xin cho con đừng tự ý bỏ Chúa. Có lẽ bài học trong bài tin mừng hôm nay nó nằm ở khía cạnh đó, hơn là khuyên nhau hãy cố gắng làm cái này, làm cái kia, để rồi khi mình làm được thì mình nghĩ rằng xứng đáng để Chúa giúp. Rồi khi mình làm không được thì mình nghĩ chắc Chúa ghét mình lắm, và chính mình thiệt thòi. Xin dâng lên Chúa từng người trong cộng đoàn này, từng gia đình, từng em nhỏ nữa, để hiểu rằng trong đời sống thiêng liêng đôi khi có những quan niệm ngược lại với quan niệm trần gian. Đôi khi một người trưởng thành thì nghĩ rằng mình phải tự lập. Trưởng thành về nhân bản là một mình tự quyết định đời mình, không dựa vào ai hết. Nhưng cái trưởng thành về đời sống thiêng liêng càng ngày càng lệ thuộc, càng nghĩ rằng mình tự sức không làm được mới cần đến Chúa. Hai cái ngược nhau, và sẽ có một số người không thể chấp nhận được. Tôi bằng ấy tuổi rồi mà bây giờ bảo tôi sống như đứa bé, trong lòng đã không muốn chấp nhận. Tôi phải cố gắng làm để lập công trước mặt Chúa. Và đó là con đường rất nhiều người đi sai. Xin Chúa soi sáng cho chúng con, giống như lời nguyện nhập lễ: nếu không có Chúa, chúng con không làm được gì, không thể sống ý hợp tâm đầu. Xin ban cho cộng đoàn chúng con biết thực hiện lời Chúa qua sứ điệp của bài tin mừng hôm nay.